Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà nói là sắc vân vân chẳng sanh thì chẳng phải là sắc vân vân? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, sắc và tánh của sắc là không, trong tánh không này không có sanh, không có sắc. Thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không, trong tánh không này không có sanh, không có thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói sắc chẳng sanh thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức chẳng sanh thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không, trong tánh không này không có sanh, không có nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, trong tánh không này không có sanh, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhãn xứ chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá Lợi Tử, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không, trong tánh không này không có sanh, không có sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, trong tánh không này không có sanh, không có thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc xứ chẳng sanh thì chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá Lợi Tử, nhãn giới và tánh của nhãn giới là không, trong tánh không này không có sanh, không có nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, trong tánh không này không có sanh, không có sắc giới, cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhãn giới chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn giới, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không, trong tánh không này không có sanh, không có nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, trong tánh không này không có sanh, không có thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhĩ giới chẳng sanh thì chẳng phải là nhĩ giới, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, tỷ giới và tánh của tỷ giới là không, trong tánh không này không có sanh, không có tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, trong tánh không này không có sanh, không có hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tỷ giới chẳng sanh thì chẳng phải là tỷ giới, hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, thiệt giới và tánh của thiệt giới là không, trong tánh không này không có sanh, không có thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, trong tánh không này không có sanh, không có vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thiệt giới chẳng sanh thì chẳng phải là thiệt giới, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, thân giới và tánh của thân giới là không, trong tánh không này không có sanh, không có thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, trong tánh không này không có sanh, không có xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thân giới chẳng sanh thì chẳng phải là thân giới, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, ý giới và tánh của ý giới là không, trong tánh không này không có sanh, không có ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc
cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không này không có sanh, không có pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là ý giới chẳng sanh thì chẳng phải là ý giới. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng sanh thì chẳng phải là pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử, địa giới và tánh của địa giới là không. Trong tánh không này không có sanh, không có địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Trong tánh không này không có sanh, không có thủy hỏa phong không thức giới. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là địa giới chẳng sanh thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Xá lợi tử, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Trong tánh không này không có sanh, không có thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Trong tánh không này không có sanh, không có thánh đế tập diệt đạo. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thánh đế khổ chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng sanh thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Xá lợi tử, vô minh và tánh của vô minh là không. Trong tánh không này không có sanh, không có vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không. Trong tánh không này không có sanh, không có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là vô minh chẳng sanh thì chẳng phải là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não chẳng sanh thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Xá lợi tử, cái không nội và tánh của cái không nội là không. Trong tánh không này không có sanh, không có cái không nội. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tưởng, cái không cộng tưởng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, và tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không. Trong tánh không này không có sanh, không có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là cái không nội chẳng sanh thì chẳng phải là cái không nội. Cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng sanh thì chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không. Trong tánh không này không có sanh, không có bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, và tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không. Trong tánh không này không có sanh, không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bố thí ba la mật đa chẳng sanh thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng sanh thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Trong tánh không này không có sanh, không có bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Trong tánh không này không có sanh, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn tịnh lự chẳng sanh thì chẳng phải là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng sanh thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá lợi tử, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Trong tánh không này không có sanh, không có tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Trong tánh không này không có sanh, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tám giải thoát chẳng sanh thì chẳng phải là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng sanh
thì chẳng phải là 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Xá lợi tử, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Trong tánh không này không có sanh, không có bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Trong tánh không này không có sanh, không có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn niệm trụ chẳng sanh thì chẳng phải là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng sanh thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Trong tánh không này không có sanh, không có pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Trong tánh không này không có sanh, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp môn giải thoát không chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng sanh thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Xá lợi tử, năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không. Trong tánh không này không có sanh, không có năm loại mắt. Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không. Trong tánh không này không có sanh, không có sáu phép thần thông. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là năm loại mắt chẳng sanh thì chẳng phải là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng sanh thì chẳng phải là sáu phép thần thông.